Trở lại với một sản phẩm trong buổi tối hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị viên khách hàng một căn mặt tiền trục đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Với trục đường lớn phía trước mặt tiền có chiều ngang lòng đường là 12m, vỉa hè một bên là 4m, trục đường chính, đường lớn bậc nhất tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và phía trước mặt quý vị đang xem đó là căn nhà mặt tiền, một căn nhà một trệt một lửng, có chiều ngang đất là 5m và chiều sâu là 20. Hiện tại đang cho thuê làm tiệm tóc có thương hiệu là Sam Sam, quý vị đang thấy ở trên màn hình. Cạnh bên là những mặt tiền kiosk kinh doanh đa ngành nghề như quý anh chị đang thấy ở trên màn hình, đa dạng về ngành nghề kinh doanh. Kế bên một quán karaoke rất là lớn, có thương hiệu là karaoke 5 sao, rất nổi tiếng tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì như quý vị đang thấy ở trên màn hình, kinh doanh đa ngành nghề gì cũng kinh doanh được. Trục đường này trục đường chính, đường lớn, nối liền với cổng khu công nghiệp V-Ship 1 và đường 22 tháng 12 vòng xoay An Phú. Ở vị trí này thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 17 đến 18 km về với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu các phường của thành phố Hồ Chí Minh như là phường Tam Bình, phường Bình Chiểu hay là phường Linh Xuân thì cũng rất là gần với vị trí ở đây, thì cách trong bán kính từ 3 km đến 5 km. Trục đường này như quý anh chị đang thấy ở trên màn hình, đường lớn, kinh doanh đa ngành nghề, rất là sung. Vâng, còn đây là căn mặt tiền của mình. Hiện tại thì đang cho thuê làm tiệm tóc có thương hiệu là Sam Sam, phía trước mặt quý vị đang xem. Đường rộng, kinh doanh cực sung. Đây thì thổ cư full 100%, ngang 5 sâu 20, 100m2, full thổ cư và xây dựng là tự do. Với những tiện ích ở trong khu dân cư nơi đây thì không thiếu bất cứ một tiện ích nào, từ y tế rồi các ngành nghề thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí. Đặc biệt là vị trí căn nhà của chúng ta thì ở phía sau lưng siêu thị Ion Bình Dương trên trục đường quốc lộ 13, thì cách vị trí trục đường căn nhà này thì khoảng tầm 1,5 km đổ lại thôi, rất là gần. Và những trục đường chính như Bảo Hoàng đã chia sẻ từ đầu video như là đường DT743, đường quốc lộ 13, đường cao tốc Việt Phú Tân Vạn, ngay vị trí trung tâm của 4 thành phố lớn như là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng rất là gần với thành phố Thủ Dầu Một, cách thành phố Thủ Dầu Một khoảng tầm 7 km. Còn thành phố Biên Hòa thì khoảng tầm 12 km. Ở đây thì rất là trung tâm, đi đâu cũng gần, ra trục đường lớn cũng gần, ra các trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ lớn, trường học hay là ủy ban phường Bình Chuẩn, phường An Phú, phường Thuận Giao cũng rất là gần, trong bán kính từ 1 đến 5 km đổ lại. Với mức giá giảm sâu, vâng, giảm hơn 1 tỷ. Cách đây khoảng tầm hơn 1 tháng thì mức giá cho căn nhà này là gần 8 tỷ. Và nay thì chỉ còn 6 tỷ 800 triệu đồng. Mức giá này còn thương lượng thêm với chủ nhà nhé quý vị. Bên chị khách hàng có nhu cầu thì hãy gọi liên hệ cho Bảo Hoàng để đến tham quan khảo sát và sở hữu sớm với mức giá ưu đãi nhất cho đầu tư. Và video buổi tối hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa thì Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị, tất cả mọi người đã đồng hành cũng như là theo dõi video trong suốt thời gian qua. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau. Vâng, xin chào.